50 năm viết nhạc và 50 năm gắn bó tâm huyết với nghề, nhưng Trên đỉnh Phù Vân mới là live show đầu tiên của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào đêm 29 tháng 12, live show với sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng và những nhà sản xuất âm nhạc tiếng tăm đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc khó quên. Đêm nhạc có sự góp mặt của các diva, ca sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Bằng Kiều, Thu Phương, Thanh Lam, Tùng Dương, Tấn Minh, Thanh Thanh Hiền. Khán giả đã được trải nghiệm xuyên suốt không gian đêm nhạc với 3 chủ đề theo các cung bậc cảm xúc khác nhau. Live show Trên đỉnh Phù Vân là một câu chuyện được viết bằng âm nhạc, thể hiện những gì đặc trưng nhất, chất lọc và phổ quát nhất con đường hoạt động nghệ thuật 50 năm của nhạc sĩ Phó Đức Phương kể từ năm 1966 đến nay. Hơn 20 ca khúc nổi bật nhất, cả cũ và mới, ở nhiều thể loại chứa đựng nhiều tâm huyết của nhạc sĩ. Live show Trên đỉnh Phù Vân khắc họa một lần nữa chân dung nhạc sĩ Phó Đức Phương ở lĩnh vực sáng tác. Với tâm huyết của ekip thực hiện chương trình, những ca khúc đã được đóng dấu chất lượng bởi sự thẩm định của chính khán giả trong suốt 50 năm qua, cùng tiếng hát của những ngôi sao kỳ cựu cũng như các ca sĩ trẻ.